Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Metro Exodus, câu chuyện của Sam. Đó, tựa đề của cái game là nói là như thế đấy. Trong đây là hình như cái kho đạn nhưng mà không mở vô được. Nó cho mình có mấy chục viên đạn các bạn. Không biết bắn cái khỉ gì bây giờ. Vậy chúng ta sẽ chắc là đi ra khỏi cái chiếc tàu ngầm này để đi làm nhiệm vụ. Ok, phải đi bên hướng này mới đúng nè các bạn. Nãy đi bên kia lộn rồi. Kìa, có một chiếc tàu đang chạy vô nữa kìa. Tàu này tàu chế gì nè các bạn, nhìn quái dị vô cùng. À, tàu này tàu chế nè các bạn ơi. Có một chiếc có một cái khung của chiếc xe du lịch, xe ô tô ở phía trên. Trời ơi, chỗ này tụi nó sống ở đây nè. Tụi nó đang xẻ thịt con gì vậy? Thuyền này chắc... chỗ này cái này tàu đánh cá các bạn ơi. Tụi nó kiếm lương thực ăn đó. Rồi, nguyên một đám ở đây toàn là ăn thịt tôm không các bạn? Các bạn thấy nó đang xẻ thịt con tôm. Tôm đột biến đó. Ăn mấy con đó lâu ngày không biết có bị ung thư hay không. Nhưng mà dường như ở khu vực này chả còn gì để ăn cả. Chỉ có mấy con tôm dưới nước với ba con dơi bay trên trời. How do you do? Đây chính là cuộc sống ở đây. Có cá nữa. Still can't believe we got one more American here. Nó nói là nó không thể tin được là ở đây lại có thêm một người Mỹ. Ok, đây. Lên chiếc tàu này. No hard feelings. Great. The boss told us to find you a nice boat and here she is. Đây. Nice enough. She handles well too. Just take the wheel. Leo la lô. Nó chuẩn bị tàu cho mình rồi đó. Wow, nhanh nha. Nhanh hơn bơi xuồng nha. Rồi lúc chơi tới game này tới giờ mình toàn bơi xuồng thôi, lấy cái máy chèo bơi á, còn bây giờ có xuồng máy rồi. Cái gì vậy? Con tôm này leo lên rồi bị cái thằng ở trên nó ném lựu đạn chết. Ném mìn. Bấm ship để bơi nhanh hơn nè. Nó sẽ chạy nhanh hơn. Mấy con tôm cóc ké này đừng giỡn mặt với anh nha. Đụng chết hết luôn á. Mình thấy dưới nước là có mấy con tôm rồi đó. Trời ơi, cây chết hết rồi. Mấy chỗ này mình vô được không ta? Ê, cái gì vậy? Ê, ở đây có chỗ lên nè. Ý, nghe tiếng, mình nghe tiếng. Kìa, có mấy con đầm lầy kìa. Mấy con người đầm lầy. Nó giống như mấy con... Nó là mấy con quái đó. Lấy. Chết rồi, mình quên hắt nữa. Oh my god. Chết mẹ. Ê. Chết bà. Đâm nó. Oh yeah. Vô đây. Headshot này. Tiết kiệm đạn các bạn ơi. Mệt mỏi ghê. Cái súng này á, băng đạn nó chỉ có 11, 12 viên à. Rất là ít các bạn. Mình quên hack rồi cho nên là phải lụm thôi.
Lấy súng động cho bắn thôi. Bùng. Ngon. Súng lục này ngon. Aha, I could use this. Nữa, tới nữa. Đó. Ngắm cho thật kỹ, bắn ngay đầu nha. Đỡ tốn đạn. Rồi đọc nè. Không mệt quá, nghỉ đi. Là biến động đó. Toàn tiếng Anh thôi. Bên kia có cái phòng rồi, chắc chắn là có đồ xịn trong đó. Gán vô trong đó mình lấy đồ mới được. Cái gì? Cái gì? Gotta find another way. Ở đây có một cái phòng nữa nè. Nhưng mà nó khóa. Khóa trong. Ê, ê, ê. Hết hồn mày. À. Ui trên cái phần này các bạn, mấy cái xác ưa có mấy cái con rắn này quá à. Này là mà bị cắn lần thứ hai rồi đó. Ủa có cái phòng trên này sao vô được ta? Could be of use. Ê! Hết hồn. Cái nó nổ ra cái khí độc. Yeah, bom xăng. Được đấy. Hai quả bom xăng. Ủa nghe kêu tiếp 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 gì sao? Từ đây mình bay qua đó được không? Bắt chớ nhảy thôi mà. Cái đồng hồ mình đang đeo trên tay là nó có chức năng dò đồ hay gì đó, nó kêu tít tít. Ủa con gì vậy? Con gì lạ đời. Rồi rồi. Mày này à. Mày này à. Leo. Leo. Ê. Ê cái gì vậy? Mày này. Ồ, trong phần game này có mấy con lạ đời ghê. Trong đó chui vô được đó. Rồi, chui vô thôi. Phòng này đảm bảo có đồ xịn. Thằng nào thế kia? Ớ. Ui. Đây đây. Con này nó đội cái nón xịn ghê các bạn. Có đồ nhìn ban đêm kìa. Yeah. Headshot mày luôn. Trời ơi một bầy. Nó vô đây được không? Ngon qua đây. Chắc nó chui qua cái lỗ này được đó. Nó một thằng nè. Anh bắn là chỉ có headshot mà thôi. Đó. Còn một con nữa nha. I could use that. Không, mình chịu khó mình vô đây mình tìm là thế nào cũng lòi cái món đồ xịn thôi. Bây giờ mình có cái đồ nhìn ban đêm nè. Đấy. Đấy. Nhưng mà bây giờ sử dụng cái đồ nhìn ban đêm này không phù hợp mấy. Thứ nhất là cái màu nó không được đẹp. Mày nè. Mày nè. Trời tưởng bom xăng thôi. Mày. À, lấy tính lấy gạch đánh ra chọi mình kìa.
Bọn này chơi chỗ đá, bọn này chơi dơ quá. Ê, có cái phòng gì? Không. Trời ơi, sao đông vậy? Chỗ đá nữa, chỗ gạch. Trời ơi. Vô đây. Để mình dụ nó vô mấy cái đám lửa. Vô đây mày. Ê. Ui. Oh my god. Rồi, rồi, rồi. Giọt lẹ. Không bắn nữa, tốn đạn. Đó, phải như thế chứ. Mình đâu có rảnh đâu mà đứng tụi nó bắn tụi nó hoài. Đạn đâu có dư đâu các bạn. Bắn tụi nó hồi là đảm bảo với các bạn là hết đạn. Không đủ đạn để bắn tụi nó luôn. Kìa, ông Lenin đứng giữa hồ kìa. Wow, ngắm cảnh cái coi. Đấy, ổng đấy, Lenin đó các bạn. Mình thấy cái nhà bên này có vô được không ta? Ui, nhà này vô được nè. Woo! Ê, mình vô mình loot cái coin nè. Ủa sao nó kêu thế? Chỗ này có vẻ nguy hiểm. Cái nấm nó lên cái màu màu xanh lam. Nấm này nhìn có vẻ nguy hiểm đấy. Wow. Trong đây nhiều đồ gớm nhỉ. Rộng lớn nữa chứ. Trời ơi, oh my god. Mình lấy ngay lập tức. Xịn sò lắm đấy, có red dot luôn này, thấy không? Trời ơi, có bạn làm việc luôn nè. Đấy, các bạn cứ chịu khó tìm tòi, các bạn sẽ được những món đồ ngon. Cái gì thế kia? Mình sẽ chế đạn. Chế cái này nữa. Chế đạn đi, đạn có phải thiếu. Đạn lửa này gắt mắt các bạn. Một viên là nó 25 đồng. Với 5 cái quá chắc là được hình như là 5-7 viên gì đó. Mình sẽ chế. Ủa cái này sao rẻ ta. 5 đồng cho 5 viên. Này đạn súng lục nè. Gì đây? Red dot. Băng đạn dài có luôn. Đồ ngắm có luôn. Wow. Đồ mình khá xịn. Mấy này hơi mắc, chưa được đâu, chưa chế đâu. Đó, bây giờ mình có băng đạn 30 viên rồi nè. Cái này là hồi xưa là cái phòng học gì gì đây. Okay, this I can definitely use. Wow. Đánh đàn vẫn còn dùng tốt. Sao mình bị ho rồi vậy? Cái lỗ này chui không được. Rồi giọt. Lên lầu cũng không được. Rồi đi thôi. Chỗ này hết đồ cho chúng ta lấy rồi. À. Xui ghê. Ơ, lên thuyền luôn. Rồi goodbye nha. Mình lên mặt đất đây. Full tốc độ luôn.
Để coi lên đây có gặp bọn cướp cướp cạn không. Đậu cho sát sát vô để thôi té chết à. Mình sợ nhất là té nước ở khu này. Ủa. Trời ơi, nghe tiếng súng bắn dữ lắm kìa. Cái gì vậy trời. Ô ngồi đi. Mình nghe tiếng súng bắn ở đâu á các bạn. Còn ngồi đây thổi kèn nữa. Đây. Mình nghe tiếng súng bắn hình như phía bên kia kìa. Rồi cái nhà này nữa. Cái nhà này có thể vô được nè các bạn. Nhưng mà để sau đi. Giờ mình mất đi nhiều chuyện. Gì ta? Ê! Cái gì thế này? Các bạn ơi, trong cái game này hình như khúc cuối là mình được chọn, có sự lựa chọn á. Cho nên là có khả năng mình sẽ bắn giết thoải mái trong cái phần này ha. Nó không có ảnh hưởng tới cái kết thúc, hình như nó không ảnh hưởng tới kết thúc của mình đâu. Kiểu mình có thể bắn thoải mái. Rồi khúc cuối mình chỉ việc đưa ra cái sự lựa chọn của mình thôi. Mình có quyền chọn. Lén chui được. Hello. Chết bà, gỡ cái súng của nó xuống dưới rồi. Nó cầm cái gì nhìn thấy ngon thế nhỉ? Hình như là shotgun thì phải. Ổn quá. Wow, nhiều đồ ghê. Có nên xuống lấy không ta? Nó có shotgun kìa, mình thiếu cái shotgun. Ui. Chúng nó có hai thằng. Mình sẽ núp sau lưng mình xử. À! Một đứa, hai đứa. Rồi nó thấy rồi. Ê, nó ném lựu đạn. Chơi luôn. Lấy được không ta? Này lấy được nè. Tại vì mình có tới 3 chỗ cầm súng lận. Trời ơi, tụi nó bắn bậy kìa các bạn. Đó. Mình sẽ đổi cái AK này lấy cái cây này. Bọn này là lũ cướp các bạn ơi. Gắt nhỉ bọn này. Nấp nè.
Đầu hàng đi bọn mày. Nhớ mấy phần cái phần chơi trước của mình nó hay đầu hàng lắm mà. Bọn mày hãy đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của Mr. Thắng. Ôi chúng nó kéo bảy kiểu phái xuống đông lắm. Bên này không có người. Thôi vô lại thôi. Lấy súng lục chơi luôn nè. Ồ. Oh. Ba viên. Trên lầu xuống nữa kìa. Chạy đâu? Chạy đâu? Tiếng nhạc đâu? Ôi trời má, tụi này có nguyên cái gạch chiếu phim. Xịn ghê chưa? Nãy giờ nghe tiếng nhạc. Nghe nhạc làm đầu óc chúng ta thư thái, cho chúng ta giết người dễ hơn. Giết người mà không nhắm mắt luôn. Ở trên nó có một thằng. Để mình lút hết cái mớ này cái đã. Ôi nãy giờ mình lút không là thấy giàu đó các bạn. Much better. À, thì ra là mày đầu hàng. Ở đó đi. Mình tưởng là cái bọn ở đây nó không biết đầu hàng là gì chứ. Cái này cái gì? Ồ, tắt phim. Vậy đó hả? Chỉ là đơn giản lấy cái cuốn phim ra thôi. Mình tưởng cái gì dữ lắm. Cái gì mà kêu tít tít hoài. Rồi cho các bạn ơi, chỗ này hình như chỉ có vậy thôi à. Cái gì nè? Mấy cuốn băng. Mấy cuốn băng này là cái gì? Cái gì? Là mình nhớ tới hồi xưa quá. Hồi xưa hồi lúc mà nhà mình chưa có đầu đĩa, nó xài mấy cái cuốn băng giống giống vậy nè, mà nó nhỏ hơn các bạn. This looks interesting. Những cái cuộn băng hình chữ nhật màu đen nhỏ hơn về nhiều lắm. Cái này là cuộn bự rồi. Cuộn bự này trong mấy rạp chiếu phim rồi. Hồi đó là toàn coi mấy cái băng như không đó, chứ không có vụ coi đĩa đâu nha. Gấu Teddy. Ủa vậy là xong rồi đó hả? Trong này vậy là đánh vậy là xong rồi đó hả? Ôi. Rồi chắc mình đu dây đi quá các bạn ơi. Ở chỗ này đâu còn gì đâu.